Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh Kiến thức chuyên sâu nhé. Sau đây là bản tin mới nhất của châu Âu vào ngày mùng 4 tháng 5. Ngày mùng 4 tháng 5 có gì đặc biệt? Vâng, thưa các bạn, nếu các hải hữu đang xem video của tôi là dân chơi chứng, ý tôi là chứng khoán, thì ngay từ thời điểm Nga tấn công Ukraine và sau các động thái trừng phạt của Liên minh châu Âu cũng như Mỹ vào các nguồn năng lượng như dầu và khí đốt của Nga, có thể nói đồng rút của Nga vào lúc đó ở trạng thái cắm mắt xuống đất, đỏ lòm. Lúc này thì đối với cả những chuyên gia đặt lệnh, nếu tất cả những chuyên gia này mua đồng rúp vào tại thời điểm đó, thì tôi nghĩ vào lúc đó có lẽ họ có một niềm tin mãnh liệt vào Tổng thống Putin. Đúng với triết lý mà người Việt Nam hay nói, được ăn cả, ngã về mò và kênh kiến thức chuyên sâu cũng tại thời điểm đó thật sự cũng đã đặt rất nhiều niềm tin vào Tổng thống Putin với giá trị của đồng rút. Cuối cùng dù bao khó khăn, nhiều lúc cũng đã khóc trong lòng một ít. Tuy nhiên với phương châm của chủ kênh đó là sống tốt đời đẹp đạo và tất cả mọi thứ đã được đền đáp. Vào ngày 4 tháng 5, có nghĩa là ngày hôm nay, thì đồng rúp của Nga đã tăng lên với một mức giá cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua so với cả đồng đô la và euro. Bất chấp trong bối cảnh mà Liên minh châu Âu EU đề xuất thêm các gói trừng phạt bổ sung để chống Nga, dường như là để cho vui, liên quan đến xung đột tại Ukraine. Cụ thể thì đồng rúp đã tăng giá 0,7% so với đồng đô la, được giao dịch với tỷ giá 1 đô la đổi được 70,49 rúp, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Còn so với đồng Euro thì giá đồng Rub đã tăng tới tận 1,2%, được giao dịch ở mức 1 Euro đổi được 73,84 Rub. Câu hỏi được đặt ra là điều này có nghĩa là gì? Rất đơn giản, điều này có nghĩa là giá trị của đồng đô la và Euro không còn là một đồng tiền mạnh có khả năng thao túng thị trường quốc tế nữa. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì ngày xưa Mỹ chỉ việc in đồng đô la và có thể mua được bất cứ cái gì trên thế giới bởi vì giá trị của đồng đô la đều được các quốc gia thị trữ con cả liên minh châu âu thì cũng vậy xương nó quen rồi thử khổ một phát xem nó ra làm sao ngày xưa liên minh châu âu cũng chỉ việc in đồng euro sòn sòn rồi lấy số tiền đó mua dầu và khí đốt từ người nga còn bây giờ thì sao bây giờ thì đồng đô la và euro vẫn vậy nhưng chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn thứ ba khi giao dịch thương mại quốc tế đó là đồng rub và trong tương lai các đồng nội tệ từ các quốc gia sẽ dần dần thay thế cho đồng euro thậm chí là đô la một thế giới đơn cực do Mỹ và châu Âu vẽ nên lại chính bị họ biến thành một thế giới đa cực. Và việc đổi lỗi thì luôn dễ dàng hơn là nhận lỗi. Vì vậy hiện trạng của châu Âu bây giờ tất cả là tại Putin. Châu Âu thì khóc, còn kiến thức chân sâu thì cười. Tuy rằng thu nhập không được là bao, nhưng ít ra tháng này nhờ đồng rút tăng giá thì bát phở cũng có thêm cái quẩy gọi là bổ sung năng lượng để làm Youtube. Thật sự thì người đàn ông đã thay đổi nước Nga, người đàn ông đã khiến cho cả châu Âu rơi lệ. Quả thật, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc đồng rút tăng giá kỷ lục liên quan rất lớn đến việc Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh mới để trừng phạt và trả đũa phương Tây. Cụ thể thì sắc lệnh này được ký vào ngày 3 tháng 5. Các cá nhân và các quốc gia không thân thiện nằm trong danh sách sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với người Nga, mua các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất cũng như khai thác. Rất nhiều các hãng thông tấn của phương Tây khẳng định rằng cái sách lệnh mà ông Putin vừa ký là nhằm để đáp trả các hành động không thân thiệt và trái với luật quốc tế của Mỹ cùng một số nước châu Âu và các tổ chức quốc tế trên thế giới. Quả thật, Tổng thống Putin chưa bao giờ biết nói đùa và cũng chưa bao giờ ông ấy ra một quyết định mà chỉ mang tính trả đũa trong khi nước Nga không có lợi gì cả. Tổng thống Putin đã cho chính phủ Nga có 10 ngày để lập danh sách các cá nhân và các công ty nước ngoài xứng đáng bị trình phạt cũng như xác định các tiêu chí bổ sung trong một số giao dịch có thể bị người Nga hạn chế với cả châu Âu. Điển hình của sắc lệnh trừng phạt mới này của Tổng thống Putin ký là việc Nga sẽ cấm xuất khẩu các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất, khai thác cho các cá nhân và thực thể nằm trong các danh sách trừng phạt mà Nga đưa ra. Sắc lệnh đầu tiên đó là bán dầu và khí đốt cho các quốc gia không thân thiện với Nga bằng đồng rúp, khiến châu Âu trao đảo. Sắc lệnh thứ hai đánh thẳng vào lương thực và khoáng sản dầu và khí đốt, Nga là một trong những quốc gia thuộc top đầu cung ứng cho thế giới. Thực phẩm và khoáng sản, Nga cũng là một trong những quốc gia thuộc top đầu cung cấp cho thế giới. Vậy từ hỏi những sắc lệnh này của Putin có thể khiến cho đồng rúp không tăng giá được hay không? Nghe có vẻ vô lý, nhưng thật sự những điều châu đang làm lại đúng là như vậy. Một nhóm những người không có hàng, không sản xuất được ra, chuyên gia phải đi nhập khẩu, lại đi trừng phạt một nước mà là đầu tàu sản xuất rồi bán cho các nước khác trên thế giới. Liệu phương Tây có đang quá ngây thơ hay họ đang quá tự tin vào năng lực của mình? Các biện pháp trừng phạt chống Nga chưa từng có của các nước phương Tây được cho là sẽ phá hủy nền kinh tế của Nga. Nhưng trên thực tế tính đến thời điểm hiện tại đã trở thành trò cười cho mọi người. Các lệnh trừng phạt này chẳng khác nào như một chiếc boomerang mà khi châu ném ra tự động quay về vải về phía mặt họ. Trên lần này một chuyên gia phân tích chính trị nói trên tờ The Hill rằng phương Tây về cơ bản đã rơi vào bẫy của chính họ. Các lệnh trừng phạt và cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng lên cao, từ đó khiến doanh thu từ hydrocarbon của Nga tăng vọt. Một nghịch lý khác là, bất chấp việc Nga bị chặn đường tiếp cận với các luồng luân chuyển tài chính, đồng rút Nga vẫn mạnh lên đáng kể nhờ sự can thiệp của chính phủ. Trong khi hãy nhìn lại đồng đô la, euro, thậm chí là đồng yên của Nhật Bản, quốc gia châu Á duy nhất tham gia rất hăng hái vào các lệnh trừng phạt của phương Tây để chống Nga. Vâng, và cái kết của đồng yên đó là đã xuống thấp tới mức giá kỷ lục so với đồng đô la trong vòng hơn 20 năm qua. Chính Mỹ và các nước châu Âu sử dụng các biện pháp trừng phạt với mục đích duy nhất đó là làm Nga suy yếu, nhưng hệ quả nó lại làm lung lay sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ và châu Âu. Nhìn vào thực tế các lệnh cấm vận và trừng phạt với Nga, rất nhiều các quốc gia đã có thêm động lực để trở nên độc lập hơn với hệ thống tài chính của mình thay vì phụ thuộc quá nhiều vào đồng đô la. Cuối cùng thì hiệu ứng bumerang của các lệnh trừng phạt chống Nga này sẽ ngày càng gia tăng và nó sẽ chỉ dẫn đến một thực tế là phương Tây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ phải thỏa thuận với Nga để chấm dứt các xung đột. Những người châu Âu thì luôn vẽ ra viễn cảnh rằng liên minh châu Âu có thể ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga sau nửa năm, nhưng đây có vẻ như là một nhiệm vụ khá là gian nan và cái giá phải trả cho quyết định này chắc chắn sẽ rất cao. Cụ thể thì sau những động thái mà đồng rút tăng giá một cách kỷ lục thì Chủ tịch của Ủy ban châu Âu EC là Ursula von der Leyen đã đề xuất một lệnh cấm nhập khẩu dầu khí của Nga trong bối cảnh mà khối này lạm phát đã tăng rất cao trong khi những người Nga dường như chẳng si nhê gì với các lệnh trừng phạt. Thậm chí đồng rút còn tăng giá kỷ lục so với cả đồng đô la và euro. Có thể nói hành động này của Liên minh châu Âu đã cho thấy những phản kháng yếu ớt của họ trước động thái của Tổng thống Putin. Đề xuất này nhằm mục đích là tăng tối đa thêm áp lực lên Nga, đồng thời giảm thiểu các tác động lên nền kinh tế của châu Âu. Tóm lại thì nó mới chỉ là đề xuất của bà ấy, còn việc các nước châu Âu có thông qua hay không thì lại là một vấn đề khác. Để cấm nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ người Nga thì rất là dễ, nhưng vấn đề là bà ấy lại chẳng đề xuất tìm kiếm các nguồn năng lượng khác đến từ nơi đâu. Thay vì các nước châu Âu mua dầu và khí đốt từ người Nga qua các đường ống với một chi phí và giá thành rất rẻ, thì giờ đây họ tự hào giảm sự phụ thuộc đó bằng việc mua dầu qua các con tàu lớn với chi phí vận chuyển đội giá thành lên nhân 2 nhân 3 lần. Còn tất cả các bạn, các bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.